nghe rõ không? Đây là cái đống củi hồi nãy đi lượm giữa đường. Xong phải cái cọc. Xin chào đồng bào đến với giật cục xô, ấy quên mất mạch xô, và bây giờ là intro. Okay. Chúc mừng hết năm ăn hại, chuẩn bị qua năm ăn bám, ăn ké, ăn không hại. Ở đây là một cái đồi Đa Phú. Gọi cho nó vanh vỡ ấy, là những chuyến đi dài, chuẩn bị nhiều làm mẹ gì, ở đâu cũng có đồ cho mình thôi. Vấn đề là mình có biết xài, có muốn xài hay không. Hôm nay cũng vậy, lên đây mình chỉ có mua được hai cái vòng dây kẽm và một con dao, cục thịt, chai rượu, chai nước. Nếu như không có sự cố thì sẽ không có được cái không gian như thế này, không gian mới lạ như thế này. Và mắc mờ show những tập sau nó sẽ là mỗi tập sẽ là một không gian. Và không ai biết được tôi sẽ làm cái điều gì tiếp theo. Và ngay cả tôi cũng không biết được là tôi sẽ làm cái nội dung gì tiếp theo nữa mà. Không biết là nấu cái gì, nướng con gì nữa mà. Ok, bây giờ là thịt hết rồi. Và bây giờ bye bye và hẹn gặp lại ở tập sau. Tập sau làm gì không ai biết đâu. Nhớ cái này tôi không có kêu gọi donate nha. Tôi chỉ kêu gọi là ai thích thì coi, mà không thích thì coi. Ở đây là check mic. Trời đã hết mưa rồi. Và ngồi cái gần quá cái mặt bự chà bá luôn.